Chào anh chị và các bạn. Hôm nay mình sẽ lên một con Dell 7290 Core i5 thế hệ 8 nha. Thế hệ 8 chứ không phải thế hệ 3 hay 4 gì nha. Con này chạy card màn hình onboard UHD Graphics 620. Chạy con Core i5 8350U. RAM 8GB. Tha hồ lướt web chạy RAM 8GB. Ổ cứng zin của nó là 250GB. Con này màn hình 13.3 nha. Nó là SSD, chạy nhanh hơn HDD rất là nhiều. Hôm nay quay là ngày 10 tháng 11 năm 2022. Ngoại hình của em nó đây. Em nó là 13.3 inch. Rất nhỏ, gọn. Đây là các khe cắm của nó đây. Nguồn HDMI này, cổng USB, cổng LAN, tai phone, đây dial Latitude 7290, giá của nó là 7 triệu nha, giá 7 triệu cho một em i5 thế hệ 8, RAM 8GB, ổ cứng 250. Cảm ơn đã xem video. Có gì ủng hộ mình thì liên hệ số điện thoại ở phía dưới. Chào tất cả anh chị em và các bạn nha.